mọi người dẹp đường bên phải, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên của trưởng thôn. Tất cả dẹp đường bên phải. Nào, dẹp đường bên phải nào. Tất cả dừng lại, dừng lại, dẹp đường bên phải. Rồi, chào chị nhá. Tôi còn đi lấy hàng, nhanh lên. Ruột tượng nào? Ruột tượng ấy lấy của tôi, con ruột tượng nào? Trong có hơn chục triệu đấy. Này, cụ nói thế thì hóa ra là cụ bảo con là ăn cắp à? Anh không ăn cắp, nhưng anh rút ra trong này của tôi ra đây này. Nhanh lên, có muộn bà buổi đấu giá sắt vụn của người ta. Đây. Thế cái bảo tượng đâu? Làm gì có. Ồ, hay thật. Anh rút giật trong này ra tôi cái bảo tượng. Bác trưởng thôn rồi. Hả? Bọn nó ra rồi. Ui giời ơi, bám theo khẩn trương, nhanh. Ông ơi, tôi làm cái kìa. Đúng cái lũ mèo mả gà đồng rồi. Đây, nó ra đấy, nhớ bám theo, rõ chưa? Đã. Thằng chúng mày lại rút vào đấy. Dạ, bác bảo bọn cháu bám theo thì bọn cháu bám theo ạ. Sao lại có hai cái thằng thế ngu hết phần thế nào như thế hả? Bà nhà cụ tót lên xe của cái thằng nhân tình như cái kia. Ôi giời ơi cụ, cụ đạp ga mạnh vào. Sao mà cụ cứ bò như sên thế? Cụ đạp ga mạnh vào. Đuổi theo. Ôi giời ơi cụ, cụ đạp ga mạnh vào. Húc và đít nó cho con. Khổ lắm anh, nó ít thôi. Xe của tôi tốc độ nó có hạn, chạy nhanh làm sao được. Ôi giời ơi, nó vò nát vợ mình ra rồi mà cụ vẫn còn đủ đỉnh như thế à? Cụ dậm cái chân ga mạnh vào, nát đâm nát đít nó ra cho con. Thôi được rồi, anh nói ít tôi điếc hết cả tai. Bây giờ tôi nghe anh nhá, tôi húc tung đít nó ra. Có vấn đề gì anh chịu trách nhiệm nhá. Tội vạ đâu con chịu, cụ đâm đi. Thôi đừng nói ít thôi. Dậm ga đi, đâm. Thôi, dừng, phanh, phanh. Ôi giời ơi. Ô, sao thế, sao lại dừng? Cụ, con quên mất là con vẫn còn đang công tác. Bây giờ mình đâm vào đít một cái là mình bớt cái chức trưởng thôn như chơi. Thôi, không chơi liều kiểu được. Thế mà cứ loạn hết cái liền.
Bây giờ cụ cứ chỉ cần bám sát đuôi, không được để cho nó thoát là được nhá. Rồi, rồi, rồi. Thế, rồi. Chà, cái xe đẹp em hi. Không biết khi mối chồng chị mới chó đổi thành cái xe ní không biết. Chị đổi đi, có 3 tỷ ấy mà. Ơ, chỗ ní là chỗ mâm nhạc em. Đâu à? À đúng rồi đấy. Ơ, tới, hình như xe chồng chị đứng sau em ạ. Thảo nào, em thấy chiếc xe đó theo mình từ chân cầu ý. Em tắp vô lê để chị xem chồng chị theo chị mình kiếm không. Úi giời ơi. Đấy, cụ thấy chưa? Cái con mẹ đĩ ngồi trên xe có đúng là con vợ của cụ không? Chúng nó vừa khách sạn ra đấy. Cụ xuống cụ tẩn cho cái thằng kia một trận đi. Ồ, hay nhỉ. Thế bây giờ anh bảo giữa đường giữa chợ thế này mà mình làm ầm ĩ lên thì nó còn ra cái thể thống gì nữa. Ô hay kia. Này tôi bảo, hay ta mời chúng nó về quán nước nhà anh rồi mình nói chuyện phải trái được không? Úi giời ơi, khổ lắm cơ. Nó quắp nát bét người vợ mình ra như thế rồi mà mình lại còn xuống nói chuyện phải trái. Cụ xuống cụ cho nó một trận không nó chạy nó sổng mất bây giờ. Ôi giời, khổ quá anh. Bây giờ xấu nàng thì hổ ai. Nếu mà anh thích đánh nó thì anh đi xuống mà đánh. Úi giời ơi, khổ quá. Con còn đang công tác, với lại con là đương kim chức trưởng thôn, đánh nhau nó không phù hợp. Thì hơn nữa, vợ cụ chứ không phải vợ con đâu mà. Thôi được rồi, bây giờ thế này nhá. Cụ xuống cụ dòng cái mẹ đi nhờ cụ ra chỗ khác, để con xử lý cái thằng phi công trẻ kia nhá. Có cái gì đấy? Trời ạ, đáng nghiến đáng lanh. Chẳng là anh đi theo rồi tối mình chí. Anh thích chọc thổi ra mọi người à? Thì thằng Tích nó bảo là vợ đi trai gái được cái, giai trên gái dưới ở khách sạn, cho nên tôi mới đi theo dõi. Khô quá, nó là thằng em trai gái chí, nó bê đê đó. Bê đê mà giai trên gái dưới được với nhau à? Mày trả lời ngay. Mày là ai? Mày ở đâu? Con cái nhà nào? Mày làm phi công từ bao giờ? Mày phá hại cụ bà nhà tao bao nhiêu lần rồi? Ở sân bay khách sạn nào mày nói ngay? Chú nói gì cháu không hiểu. Mày không trả lời à? Mày có trả lời không? Chú đừng làm cháu sợ. Mày ngoan cố đúng không? Mày có tin là tao sẽ dùng cơ học tao quật ngã mình ngay tại chỗ không? Hả thằng này? Làm gì? Chú làm gì đấy? Ê, chú làm cái gì? Đùa với tao à? Làm gì nữa đâu? Đánh người ta đau chết đi được. Này, chắc là cái thằng này là nó phục vụ cụ bà nhiều quá nên quá sức nên mới bị thượng mã phong, nó tự lăn đùng lên chứ tôi đã chạm vào người nó đâu. Thôi đi cụ. À khoan đã, cụ nhé. Mà con nhắc cho cụ bà biết nhé. Cụ nhà con là gia đình gia giáo, mà tại sao nó huýt sáo cái cụ lên đường là như thế nào? Đi cụ. Đi cụ. Sao không em? Đau nữa không em? Bật người dưới đây này. Này anh Đích, sao anh đánh thằng bé đau thế? Khổ quá, con đã chạm vào người nó đâu. Thì sao nó lăn vặt ra thế? Thì con vừa mới... Này, hóa ra cái này lợi hại thật. Hình như là con có võ điện hay sao ấy cụ ạ? Thôi anh đừng có điều gì. Đâu võ điện anh đâu, anh thử tôi phát đấy. Thôi, con thử nhớ được cụ ngã vật ở đây sùi vặt mép thì chết. Đi đi. Nhỡ bố nó ra phiền. Rách việc. Đúng rồi. Đề nghị bà con dẹp đường, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên của trưởng thôn. Thôi mấy thằng về nhà đi, nhớ bảo dưỡng xe cho tốt, mai đến đón đâu. Dạ. Nhớ chưa? Vâng ạ. Nhớ. Hả? Chắc tháng này ông chậm lương chúng mình đấy nhỉ? Bây giờ tao bao nhiêu việc phải chi tiêu biết làm sao bây giờ? Em bây giờ mới chết đây này, nợ đâm nợ đi á, chẳng biết làm nào. Tao đây mới thảm đây này, thằng cu ở nhà sốt, không ăn uống gì, vậy mà không có tiền mua sữa. Hồi sáng tao thấy trong túi ông nhiều tiền ấy, có khi nào ông giả và quên mà ông cù nhầy không? Mày vào mày bảo một câu. Không được.
tao không khéo ăn khéo nói. Đúng rồi. À Chi, mày là thằng khéo ăn khéo nói mà ông lại quý mày nhất. Mày vào mày hỏi cái ông đưa tiền ngay. Trong túi ông đầy tiền. Thế á? Đi. Ông, cái gì đấy? Ông quên. Ôi tôi chết rồi, cặp tài liệu của tao đâu rồi mấy thằng này? Không phải, tài liệu đây. À ừ nhỉ, quên cái gì? Tiền. Tiền nào? Tiền lương tháng này của bọn con này. Ôi hay mấy cái thằng này, lương chúng mày tao trả rồi còn gì? Đâu, ông giả đâu? Chưa à? Chưa. Ừ thôi, đợt này ông đang hết tiền nhá. Tôi lúc nào có ông trả, tôi đi về đi. Trong tôi không đầy tiền, ông giả đi không chúng nó bỏ ông cù nhầy. Mày vừa nói cái gì? Ông giả tiền bọn con đi không chúng nó bỏ ông cù nhầy. À Chi, sứ mệnh lịch sử của mày đến đây là kết thúc nha. Cút. 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 Láo. Mất dạy. Nó lại bảo mình cù nhảy cái chứ. A Chi ơi. Dạ. Ông nhắc lại cho mày biết nha. Sứ mệnh lịch sử của mày đến đây là kết thúc. Ông cấm mày không được bám đuôi ông nữa. Cút ngay. Đi. Nhảy. Hai thằng kia lại đây ông bà. Dạ. Ông gọi chúng con à? Ông gọi con ạ. Này. Dạ. Thế hai thằng chúng mày có cần tiền không? Dạ à, không. Ui bọn con đầy tiền. Thế à? Con có tiêu gì đến tiền đâu mà ông hỏi thế. Tốt. Mai ông lại cho chúng mày đi dẫn đường ông. Nhá. Dạ. Thôi hai thằng về nghỉ sớm. Mai đến đón ông đi họp. Nhớ chưa? Dạ dạ dạ. Rồi đi về đi. Nhá. Ừ. Lại bảo mình cù nhảy cái thằng A Chi ơi. Gì thế? Bà này. Gì? Đưa cho tôi 1,1 triệu. Luôn ngay khẩn trương, nhanh. Ông hai, vừa hôm qua đưa ông 900, bây giờ ông bảo đưa ông 1,1 triệu nữa. Giờ ông nói tôi nghe, ông sử dụng cái đồng tiền đấy vào mục đích gì? Giờ nó hợp lý là tôi đưa này. Tôi đi xuống xóm Hạ để mời cái thằng trưởng phó xóm đi ăn thịt chó, để nó về nó vận động bà con để bỏ phiếu cho mình. Mà tôi nói cho bà biết, đợt này mà trúng cử, tôi sẽ làm cho cái thôn này vĩ đại trở lại. Đùa làm sao được với thằng này. Xóm mà, nhà con mượt nó ở dưới xóm hả? Ông xuống đấy ông ăn thịt chó hay là ăn thịt con mượt? Này, bà cấm không được ăn nói lồm cồm nhá. Vẩn chứ, bà mà cứ ăn nói linh tinh mà chuẩn bị người ta bỏ phiếu cho tôi rồi. Mà bà làm như thế này là tôi dụng nhiệm kỳ sắp tới đấy. Ván này tôi mà dụng là lỗi tại bà nhá. Rồi là chết đói chứ nghe chưa. Này, mở mắt ra mà nhìn cái gương ông Donald Trump kia kìa. Suýt đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại rồi. Thế mà còn dụng đi. Đưa đây. Đây thì đây. Mà sao bảo là ông sự ông ấy tài trợ cho hơn nửa tỷ. Cái lão sự, cái lão là cái lão họ Hứa. Hứa công sự. Mỗi lần tôi đến đòi tiền là lão lại hứa, đòi là lão lại hứa, hứa nhưng mà có bao giờ giả đâu. Mà cái ông sự ông tài thật đấy, chả hiểu lấy tiền đâu ra mà lắm thế. Nuôi cả một đống gà, một tháng chi cho cả núi tiền. Nhỡ mà con nào nó ẩn cho cái thì cơ mà nhổ. Ô hay cái bà này, đấy là việc của người ta, liên quan gì đến anh ấy không thì liên quan gì đến bà. Mà này, chắc là cái lão sự này, lão ấy cay cú tôi về cái vụ mà tôi táng cái thằng con nuôi của lão ấy, vì nó định tòm tem cũ bà đấy. Tôi thấy mấy thằng xã hội nó quý ông lắm mà, thế sao không nhờ nó đòi cho. Này á, chỉ cần một nửa cái số tiền đấy thôi á, coi như là ông đắc cử luôn. Ờ nhờ, thế mà mình cũng không nghĩ ra. Hay quá. Thế nhưng mà, này, thực ra thì là mình đi xin lão ấy, chứ có vẻ lão ấy nợ mình đâu mà mình đòi. Thế nhưng mà mình vẫn cứ phải đòi. Tích. Ôi trời. Ôi sư ơi. Ông sư. Ôi sao sao lại đông vui này mà. Ờ rồi mà anh em ngồi đi. Anh em ngồi đi. Hay quá nhỉ, ông ngồi đi. Tình hình thế nào mà tôi đang định sang ông để lấy thì cuối cùng ông lại sang đây ông đưa thế này thì quý hóa quá. Đâu cái gì nhỉ? Ok. Thì ông hứa với tôi là ông ủng hộ cho tôi 400 triệu để tôi đi vận động cử tri đấy. Hả? Mà thôi, cái việc là việc nhỏ. Đây mới là việc lớn này này. Việc gì? Tôi giới thiệu với ông. Ừ. Đây là hai doanh nghiệp
Hải Thuận. Còn đây là kiến trúc sư Cường Đinh. Ui chào bác trưởng thôn ạ. Tuyệt vời. Rất hân hạnh. Rất hân hạnh. Xin chào bác. Xin chào bác. Thế thì tất cả các vị đây đều là những người có địa vị cả đấy nhờ. Sắp tới là tôi tranh cử chức trưởng thôn. Thế vì bảo các bác cái tài trợ chứ hả? Không ủng hộ ông thì còn ủng hộ ai? Cảm ơn thầy. Không phải lo nhá. Thôi đi, bây giờ là không uống nước đâu gì cả, ta phải vào việc luôn nhá. Rồi. Nếu mà chốt được ấy, tôi hứa là sẽ chiêu đãi ông ăn thịt chó cả đời luôn. Ăn thịt chó cả đời á? Thế thì có việc gì ta chốt luôn thì có vấn đề gì không? Ông cứ đặt vấn đề đi. Hai doanh nghiệp đây đang muốn đầu tư một cái khu đất khoảng tại thôn mình nhá, rộng khoảng độ từ 10 đến 15 hecta. Ông có thu xếp được không? Ơi không, 10-15 hecta thì hơi khó đấy, rồi khổ lắm. Hả? Bây giờ thì anh em biết là bây giờ dân người ta bán đất nhiều lắm. Mỗi hộ bây giờ chỉ có khoảng độ 2-3 sào thôi, không có nhiều đâu, không gom được nhiều thế đâu. Này, thôn này ông quản lý là bao nhiêu hộ nhỉ? Thôn này tôi quản lý là ông ta thôn lớn đấy, cũng khoảng hơn 1000 hộ, lớn đấy. Ui giời, hơn 1000 hộ? Ừ. Mỗi hộ còn khoảng 2-3 sào phải không? Ừ. Thế thì 10 hộ thì có bao nhiêu nhỉ? 10 hộ thì là 20-30 sào. Ừ. Thế 100 hộ là bao nhiêu? Thì 20-30 sào. 1000 hộ là bao nhiêu? 20-30 sào. Giờ cái đấy tính với cái dạng này có cái gì đâu mà 20-30 sào thì có ông đào biển cũng được. Này, theo tôi ông ấy chỉ cần thì bốc mỗi hộ một nắm thôi. Lúc đó thì có mà thoải mái chứ còn gì nữa. Đâu? Ừ nhỉ. Thế mà tôi không nghĩ ra. Nhưng mà không. Nói thôi, bây giờ chuyện nó tế nhị không đơn giản như thế đâu. Ông tự dùng mỗi hộ bây giờ một rúm như thế này. Thuận thì không sao mà người ta phản đối, người ta kiện cái là anh em lên đường ngay, không chơi được đâu. Thế thì tôi cần ông phải tính. Thì tôi đang tính đấy, thế nhưng mà... Cái doanh nghiệp này nó có giàu thật không? Tôi chỉ sợ toàn tiền hứa thì chết. Sao phải nghĩ? Này, riêng doanh nghiệp Hải Thuận này nhá, đầy tiền mà toàn tiền tươi thóc thật hết nhá. Họ chỉ cần rót cho một rúm thôi cả nhà ông ăn bách là nhè luôn. Thật thế à? Thế còn gì nữa? Ui giời ơi, thế thì coi như là anh em mình đã gom xong các hộ rồi. Thế ta thịt chó thôi. Chốt luôn nhá. Chốt luôn. Nào. Thịt chó. Đi lên được. Ôi cái con này, sao mày không giống ở đây thế hả? Rối hết cả ruột. Im lặng để bố mày nghĩ cách cho. Mày khóc ở đây ý, mất thêm tiền thế nào? Con không biết đâu. Ôi giời ơi, khổ quá Ni ơi, là Ni. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, là con với cái thằng ấy là không có hợp nhau. Nó là cái thằng có vợ rồi. Thế mà con cứ nao đầu vào nó là sao hả? Mà thầy vừa phán là năm nay là cái năm kim nâu của con, thế nên là không có cưới xin gì hết nhá. Đi về nhá. Ủa cái bà này lạ nhỉ. Tại sao đi tin được một thầy bói hả? Vàng nâu quan trọng gì? Bây giờ con nhớ như thế này không cưới mà được à? Thế lúc nào bố mẹ cũng bảo con nhà ra giáo, thế bây giờ con lỡ rồi, bố mẹ không cho con cưới, tiền hạ người ta cưới cho, thế còn gì là con nhà ra giáo? Đứng lên, đứng lên. Ra giáo gì cái ngứa mày hả? Con nhà ra giáo mà nó huýt sáo một phát là mày lên đường luôn, thế hả? Đi về nhá. Không, con bây giờ mà bố mẹ không cho con cưới anh Chiến Thắng, con nhà chết con hơn. Bố mẹ đi vào bảo thầy phán lại cho con đi. Ôi khổ quá Ni ơi, Ni nghe mẹ nói đây. Ban nãy ở trước cửa điện, thế thầy rơi 2 đồng xu đánh keng một phát, nó ngửa ảnh lên như thế. Mẹ đã yêu cầu thầy xin lại cho một lần nữa, thầy lại giơ 2 đồng xu đánh keng phát nữa, nó vẫn ngửa ảnh lên như thế thì còn xem xét phán viết cái gì nữa. Đi về. Này. Hai bác ra giáo, thế thầy phán cái gì mà cháu nó hoảng loạn thế? Ôi giời ơi, tin gì cái mồm đồng cô bóng cậu đấy. Phán xét gì đâu, toàn thấy hát chán thì phán đúng một câu, mất hơn 1 triệu bạc, xót hết cả ruột. Này, phủi phui cái mồm ông đi nhá. Thầy chả phán ông nô đề hết sạch đấy còn gì nữa. Không đúng à? Ồ, thế cái nhà ra giáo huyết sáo lên đường chưa về hả? Thế có muốn xem nữa không? Thôi, chúng tôi xem như thế đủ rồi thầy ạ. Chúng tôi xin phép ạ. Dạ xin phép thầy ạ, dạ chúng tôi đi về, nhanh. Đoanh, nhà nào hả ông? Dạ, vợ chồng con đấy ạ. Nhanh có xem không, để đây còn đóng cửa điện đây. Dạ, vợ chồng con vô đấy. Chồng ơi vô nhanh. Dạ, thầy ạ. Dạ.
Dạ chào thầy ạ. Ừ. Em ra anh nhờ các. Dạ. Cứ lên đây, cứ lên đây. Dạ. Không có gì phải ngại, có thầy với em thôi, có gì đâu mà phải khách sáo. Dạ. Này trắng nhở? Áo lông hả? Dạ. Lông gì thế này, lông gì mà nó mềm thế? Lông chuột à. Lông chuột à? Dạ. Ui trời ơi, thế mà cứ tưởng là lông chồn. Này nó mềm quá cơ. Dạ. Này, em vạch cho xem nào. Ôi trời ơi, lại dính trưởng hử? Gớm, lại con nhà ra giáo với sáo lên đường, khổ lắm. Mà em đẹp thế này sao vậy? Tên này Đoành. Hả? Tên này Đoành nghe nó thế nào? Này, cứ ở đây, lát nữa là anh moi xem có cái tên nào đẹp anh cho em một cái. Ui xin kiếm tên là Đoành, tao hết cả mồm. Đoành mới là Đoành. Dạ, Đoành là tên chồng em đó. Ông chồng em á? Dạ. Thế sao không tha nó đến đây? Ờ, chồng em đấy. Ừ, thằng này là chồng em. Dạ. Dạ. Ui dồi. Mới đầu thì cứ tưởng là cái thằng ngầu. Này, cái thằng này đẹp trai đấy. Có dạ. Tướng, mắt phượng mày ngài, chân này dài, có tướng làm quan. Dạ. Thế đặt lễ đi. Dạ. Đặt lễ thầy còn soi. Thầy ơi, em đặt lễ cái rồi. Ôi, đấy là ngọt, phải đặt mặn. Đấy, vừa đã nói rồi, phải chuẩn bị xối thịt, thầy mới xem cho được. Lại bảo là không đi. Thôi thôi, cứ đặt ở đây, thầy mua cho đỡ phải đi mà mất cái công này là sát sinh. Dạ. Thế đặt nhanh lên để thầy còn đi họp nhá. Ừ, nhà bao việc. Dạ, thầy mà cũng phải đi họp ạ. Ồ, họp chứ, họp nhiều, họp căng, họp hăng nữa là đằng khác đấy. Ồ, thế chưa hiểu à? Họp xe quạt đấy, tớ là vừa được phong chủ tịch hiệp hội xe quạt đấy. Đấy, bây giờ lên lãnh đạo rồi, quản lý hơn 100 con người cơ. Yeah. Mệt lắm. Này thì thầy soi cái gì để thầy soi? Dạ thầy soi cho em là thời gian gần đây em bị thoái hóa cuộc sống, gấp mệt mỏi lắm thầy ạ. Đấy, nhìn chị là tôi biết ngay anh là thoái hóa cuộc sống. Thứ nhất nhé, là chị còn trẻ. Thứ hai là anh thì cuộc đời rất là vất vả, rồi là làm trái nghề, cho nên là vợ chồng nó không hòa hợp. Dạ đúng rồi thầy ạ. Thầy xem cho nha con, chuyển cái nghề chí cho nó phù hợp. Chứ con thì thớm thó rí, chồng con thì hối như cũ, có tiền mà không sáng được, khổ lắm thầy ạ. Đấy, thầy là thầy soi hết cả rồi. Dạ. Tới đây là anh này tự dưng sẽ được làm quan. Mà anh ấy làm quan là dân sẽ được nhờ. Dạ. Bởi vì anh có cái đức tính là không tham lam. Đấy. Dạ, em chỉ ước chồng em bằng một nửa của Tiến Hà thôi. Ừ. Không giàu thì cũng phải sáng. Ừ. Có tiền mà không dám xây nhà, ước đổi cái xe mà cũng được. Ước. Thầy còn ước nhiều hơn em cơ. Dạ. Ước gì em hóa thành trâu. Dạ. Anh là con đỉa, anh bâu lên đùi. Ước gì em hóa thiên nga, anh là con quạ, anh tha về nhà. Ước gì em hóa thành ngan, anh sang đánh chén cả làng nhà em. Phải ước nhiều như thế cơ. Ước thì gửi ước làm gì, ước thì phải thực hiện, chứ đừng có ước. Nhá. Yeah. Ừ, thế thôi, đặt lễ đi để thầy xem có đậu không nhá. Dạ, dạ, em đặt thôi ạ. Hả? À, dạ, ừ, đặt rồi, 5 lít. Ôi giời ơi, ngày về 18 là cái chắc. Nào. Đấy nhá. Con tham moa di đà Phật, con tham moa di đà Phật, con lại chính con trời mời con chư Phật, chư Phật ngoài phương. Tín chủ con thì thay mặt cho gia đình nhà người ta thì chỉ mong cho các quan là thôi thì độ lượng thương xót cho vợ chồng nhà nó thì làm quan gì được. Quan to, quan lớn, quan nhỏ, miễn là quan là được rồi, là quan là trướng cơ. Ôi giời ơi. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, 300 ngày đơn đã qua mất rồi. Đời mình lại tay trắng tay, không danh thì chưa được thấy. Năm tháng dài vẫn còn bôn ba.
cuối thu vừa mới gặp bạn lòng. Đồng sang được tin người em lấy chồng, bạn bè dăm ba đứa thôi, như chim trời lang bạt gió, xuân mới về riêng một mình ta. Xuân ơi xuân lại đến, đau thương xin ngủ yên, tình xuân chớm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, xin vận may lại tới, cho muôn người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đời, công danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mấy nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở. Xuân lại đến, đau thương xin ngủ yên, tình xuân chớm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, xin vận may lại tới, cho muôn người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đời, công danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mấy nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở. Chuyện đời là mấy nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Nhanh tay lên các con ơi, để bố con đánh xe ra công trình. Con có làm việc nặng như thế này đâu, nặng lắm. Cái con kia nhá, mày đừng có mà văn vở nhá. Tao nói cho mày biết, cái thùng sơn này cũng chỉ bằng cái két bia thôi. Sao mày vác két bia mãi thì mày cấm chứ kêu đi. Cái con này, nó yếu quá nhở. Chịu khó mà bán sơn, Tết này thì bố sẽ thưởng cho mỗi đứa 1 tỷ. Thao không mua sòn phấn cái gì đâu. Bác Quang, mày quá bác con nhà. Dạ, vợ chồng em sốt ruột quá. Tết nhất đến nơi rồi. Dạ, bác xem ưu tiên cho nhà em sơn trước bác nhá. Ưu mới trả tiền. Dạ. Nó phải bình tĩnh. Nhà vừa mới chát xong, phải chờ cho nó khô. Dạ. Sơn nó mới bám, nó mới bền, mới đẹp được chứ. Thế ạ. Đấy, sơn về đấy, cả tuần đây này. Yên tâm đi. Sau rằm, nhà chú sẽ có cái chỗ ở nhá. Nhưng mà sơn này có phải là sơn nhà bác không ạ? Em là em thích cái màu sơn nhà bác. Nó vừa bóng, vừa mịn, lại vừa sang ạ. Dạ em thích. Dạ. Nó đấy chứ đâu. Đây, cái anh sơn Okiwa này được sản xuất bằng dây chuyền của Nhật Bản. Nguyên liệu thì được nhập từ Thái Lan này, Mỹ này, Nhật Bản này, Australia này, và được tất cả các chuyên gia hàng đầu về sơn
của châu Âu nhá, nghiên cứu cho nó phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Chú yên tâm chưa? Dạ, em thì em không hiểu gì về sơn cả. Thôi thì nhà bác sơn gì thì sơn cho em nước sơn đấy. Đặt bao nhiêu em cũng chơi. Tiêu chí của em cứ phải bền, đẹp, bóng và dễ lau chùi. Dạ. Không hiểu gì. Dạ. Chú này còn hơi bị tinh đời đấy. Đây, dạ. Tiêu chí bóng bền đẹp cũng là tiêu chí của cái anh Okiwa này đấy. Thế ạ? Cái sơn Okiwa này, tất cả các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn ISO 9001, dạ, 2015 nhá. Chính vì thế cho nên sơn Okiwa được đạt tiêu chuẩn chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Dạ, thế thì em yên tâm quá rồi ạ. Mà bác nhớ phải giao nhà cho em đúng tiến độ bác nhá. Dạ. Bác sự, em thay mặt công ty sơn gửi bác cái phiếu bảo hành ạ. Vâng, công trình của bác được bảo hành 10 năm ạ. Thay mặt là công ty là nhân dịp Tết đến gửi bác món quà. Đấy. Dạ. Chú thấy không? Tất cả các công trình đã sử dụng sơn Okiwa đều được bảo hành 10 năm. Dạ. Thế thì em yên tâm quá rồi bác ạ. Dạ. Bây giờ này nhá. Sơn thì bảo vệ nhà chú rồi. Dạ. Còn mũ thì bảo vệ cái đầu của chú luôn. Em xin ạ. Này, dạ. Dắt chú về bảo quân đấy rồi xếp gọn sơn vào một góc cho tôi. Dạ vâng, nhất trí ạ. Đi theo anh. Ôi vâng, ông chủ ơi, là ông chủ ơi. Có một bà ăn trắng mặt trơn, nước hoa thơm phức, môi đỏ như son, đi xe siêu sang. Tóc ngắn, chân dài, mặt trái xoan, răng trắng muốt, lông mi cong vuốt. Phải, chuẩn luôn ạ. Chết cha tôi rồi. Đây, dừng lại, không cho vào vội nhá. Dạ vâng. Dạ. Các con, leo hết lên trên tầng thượng nhá. Gác xếp ấy. Đây, nhớ là không được nói gì nhá. Đặc biệt là không trên Facebook em biết gì. Mà không được ho báng gì nữa. Rõ chưa? Sao lại thế? Con không lên đâu. Không. Không lên để mà cháy nhà. Cứ đứng đây, không lên. Ok. Đi lên. Nhanh lên. Ôi trời, bà ơi, con xin bà lại, bà không vào được đâu, bà ơi. Bà dừng lại giúp con đi, bà ơi. Thôi, bà ơi, bà dừng lại, bà không vào được. Ai ôi. Bà ơi, con lại bà đừng vào, bà ơi. Mày có đi ra không? Dạ, con lại bà, con cắn rơm, cắn cỏ, con lại bà vào, ông Dũng đuổi việc con lại bà. Mày mà không cho tao vào nhá, tao sẽ cắt viện trợ cả chủ cả tớ nhà mày. Hỗn, láo, mất rầy. Anh sợ. Ô, có phải là anh chỉ đạo cái đám con nhang đệ tử của anh chặn đường không cho em vào đúng không? Đúng không? Làm gì có chuyện đấy. Mà này, Mượt, tại sao đến đây mà không điện thoại trước cho anh? Làm sao phải điện? Em biết thừa mụ sự nhanh đi vắng. Sao anh lo lắng thế? Lo lắng đâu, anh bình thường mà. Bình thường nhìn người ta ấy, muốn bổ phập vào, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn cơ mà. Sao hôm nay khác thế? Ừ nhỉ. Thế mà anh quên mất. Quên thì quên luôn đi. Đi vào trong nhà đi. Mà. Không vào. Ngồi ngoài này cho nó mát. Thế tốt quá. Em có chuyện muốn nói với anh đây. Chuyện gì đấy? Sắp tới sẽ có một tập đoàn siêu to khổng lồ. Họ sẽ đầu tư xây một khu du lịch sinh thái ở cánh đồng đằng sau nhà anh. Tốt quá. Thì đất nhà anh lại lên giá. Bởi thế cho nên ý, là anh phải ứng cử vào cái chân trưởng thôn đi, biết chưa? Anh ứng cử vào chức trưởng thôn? Tôi xin nhắc lại một lần nữa, nếu như tôi tái trúng cử cái chức trưởng thôn, tôi hứa với tất cả bà con, tôi sẽ làm cho thôn mình vĩ đại trở lại nhá. Ngay từ quý 1 của nhiệm kỳ đầu tiên khi tôi đắc cử, tất cả các ông, các bà và tất cả các gia đình ở đây nhá, chúng ta mỗi nhà sẽ phải có nhà lầu, xe hơi. Trong nhà mỗi người ít nhất phải có từ 5 đến 20 tỷ tiền để ở trong quỹ tín dụng nhá. Đấy, tất cả như thế bà con cứ yên tâm. Tôi đã nói là tôi làm, nếu tôi làm sai bà con cứ chặt cái đầu tôi đi nhá. Quyết liệt luôn. Gầm, ông chém nó vừa thôi. Bà con người ta chết rét rồi kìa. Cô hai, cái bà này,
người ta đang thuyết trình thì bà cứ nhảy vào mồm người ta mà ngồi lên thế nào? Chuẩn bị tiền với phong bì cho bà con chưa? Có ba cái suất đến sau rồi có phát luôn đâu. Phát luôn không vướng. Phát luôn. Bà con uống nước đi. Bầu cho chồng tôi nhá. Vận động rồi bầu cử cho chồng em nhá. Này này, nạ nhỉ. Mà sao năm nay cái thôn mình ấy nhiều người đứng ra tranh cử cái chức trưởng thôn thế nhỉ? À tôi nghĩ là chắc là mấy ông kia là không có tiền. Thế nên là chả có ông nào chịu đứng ra tổ chức vận động cả. Ê. Bác tích vận động tranh cử bằng phong bì và quà thế này ấy, thì cái chức trưởng thôn không vào tay bác thì vào tay ai? Dạ. Bà con nhé. Thôi dừng, vỗ thế đủ rồi. Thưa bà con, tôi rất cảm kích vì sự có mặt của bà con trong cái lễ vận động cử tri ngày hôm nay. Và cho tôi gửi lời cảm ơn đặc biệt sâu sắc đến ông Nguyễn Đình Thực và đặc biệt là ông Hứa Công Sự đã tài trợ cho buổi vận động cử tri ngày hôm nay. Bây giờ các bác giải tán đi cho em ăn nào. Xong rồi giải tán đi. Giải tán đi. Bỏ phiếu tôi nhá. Mình phải bỏ phiếu nhá. Tích nhé. Nhớ bỏ phiếu đi nhá. Cầm tiền rồi nhớ nhá. Nhớ đây ạ. Bạn vui vậy. Nhẹ cả người. Chắc vụ này trúng đi bà. Ôi trời ơi. Chả biết đợt này có được tí mẩu ship nào không. Chứ tôi tốn kém với ông là mấy chục triệu rồi nhá. Ô hay cái bà này buồn cười như cái nói đến tiền với tôi là thế nào. Khi nào lão Sự lão ấy đưa 400 triệu là tôi sẽ thanh toán cho bà đầu tiên nhá. Đưa đây mấy chục triệu để tôi còn đi bôi trơn. Cái gì? Tôi làm gì có tiền nữa mà đưa cho ông. Đi sang gặp lão Sự mà lấy. Ồ hay thì có đưa hay không? Ôi trời, sang mà đòi ông sợ ấy. Ôi trời. Ở đâu ra mà làm cái của nợ này thế? Ờ nhỉ. Đấy, tất cả là con bụng Sự đấy. Mấy cả mẹ thằng cu thóc. Đương nhiên đang này mua cả một đống đồ chắc là chơi Tết mà. Thôi thôi, đừng mà giấu đầu hở đuôi. Anh giỏi nhỉ? Dám lấy tiền của con miền xuôi đi nuôi mấy con miền ngược đúng không? Tiền đâu ra mà nuôi mấy con miền ngược? Em nói cái gì anh chả hiểu. Có muốn hiểu không? Cho hiểu luôn nhá. Cái gì đây? Hả? Đây là cái gì? Hả? Hả? Đừng có bảo là của mẹ cu thóc của bà Sự nhá anh nhá. Anh bảo tôi đầu tư mấy tỷ để anh làm công trình. Hóa ra anh lấy tiền đi bao gái đúng không? Giả tiền đấy. Tiền đâu ra mà bao gái? Em nói thì mang tiếng chết. Có muốn mang tiếng không? Cho mang tiếng cả thể luôn nhá. Mấy cháu gái ơi, đi ra đây cô nhờ tí. Mấy con thần kinh dở hơi cắm lợn này, chúng mày bị điếc à? Tao gọi mà không ra đừng có trách tao ác nhá. Vốn cô Đào này là thế nào? Anh thấy mấy cô Đào này nó vất vả quá. Thế anh đưa nó về để giúp việc. Chủ yếu là quét nhà rửa bát mà. Quả Tết này để lấy chồng thôi. Anh chơi sang nhỉ? Người ta chơi Tết bằng đào có hoa. Còn đằng này á, anh chơi Tết bằng đào vừa có hoa vừa biết nói cơ đấy. Cô nói thế là hơi quá lời rồi đấy nhá. Dù sao thì bố Công Sự cũng là bố nuôi của chúng cháu đấy. Chúng mày nhở? Ê à, kinh nhở? Bố khỉ. Bố nuôi cơ đấy. Thịt được mấy con rồi? Hai mau. Anh thề với em là anh chưa thịt một con nào. Anh thực sự làm thiện nguyện ấy mà. Thiện nguyện à? Mấy cô này sức dài vai rộng. Ở ngoài kia bao nhiêu người mảnh đời bất hạnh xong thiện nguyện đi. Lấy đâu ra mỗi tháng 100 triệu trả cho một đứa hả? Quá. Anh cứ hứa thế. Thế sau này không có chả nhẽ con thịt bố à? Các con nhỉ? Thế mà bố nói như thế là như thế nào bố Công Sự? Thế mà ngày nào bố cũng thủ thỉ tâm sự với bọn con là bố là tỷ phú, được hẳn tạp chí Forbes Hoa Kỳ bình chọn là tỷ phú chất lượng cao 3 năm liền. Thế bao giờ là bố chém gió à? Đấy,
Bây giờ biết tỷ phú chất lượng cao Hứa Công Sự là người như thế nào rồi. Tùy nghi mà di tản đi, chưa muộn đâu. Thôi, tóm lại là bây giờ giải tán. Cứ tưởng Tết năm nay được ăn cái Tết to lắm cơ, ai ngờ. Là tao vừa khoe với bố mẹ là Tết lại chuẩn bị mua ô tô. Cháu đấy mày chết cô này. Ở nhà đang yên đang ảnh, bắt bố mẹ ở nhà đập nhà cũ xây nhà mới, bây giờ biết ăn nói thế nào các cụ đây. Tôi nói chung là đi vào trong nhà, dọn đồ đi về. Gớm, ở đây gió to lắm, đứng thêm tí nữa là chết cống đấy. Đi vào, đưa đồ đấy. Em ác quá, chả ý tứ gì cả. Em đi xé vé anh trước mặt các con, để chúng nó đánh giá anh là thằng tỷ phú rẻ tiền. Có thích đắt tiền không? Tôi mà là bà sư gửi anh, tôi cho cả anh cả bốn cái cành đào lên đường luôn. Đây, đi đâu đấy? Về. Ô, thế xách vali về nước hết đấy à? Đừng 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 Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy.
Ósmy. Dziewiąty. Dziesiąty. Jedenasty. Dwunasty. Trzynasty. Czternasty. Piętnasty. Szesnasty. Siedemnasty. Osiemnasty. Dziewiętnasty. Dwudziesty. Dwudziesty pierwszy. Trzydziesty. Czterdziesty. Pięćdziesiąty. Sześćdziesiąty. Siedemdziesiąty. Osiemdziesiąty. Dziewięćdziesiąty. Setny. Tysięczny. Milionowy.